xin chào các bạn lại theo yêu cầu số đông của các bạn muốn mình làm về cái sự khác biệt giữa các loại class trong âm ly thì nội dung video ngày hôm nay mình sẽ nói về các cái class của âm ly à, thực ra cái nội dung này thì có rất nhiều các bài viết rồi video cũng có nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ truyền tải đến các bạn theo một cái cách khác mà dễ hiểu hơn rất nhiều à, nếu như mà các bạn đã từng đi mua âm ly để kéo các cái bộ loa trên ô tô hay là để kéo các cái loa sử dụng trong gia đình của các bạn thì chắc chắn các bạn sẽ gặp những cái chiếc âm ly là âm ly class A rồi class B, class AB hay là class D vân vân nó rất nhiều loại. À, mình mong rằng là qua cái video ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu rõ ý nghĩa của các loại âm ly này và chọn được là loại nào nó sẽ phù hợp để sử dụng cho hệ thống loa của các bạn nhất. Ok bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào chi tiết luôn nhá. OK, Đầu tiên để hiểu được các cái class trong âm ly là gì thì trước hết mình sẽ lướt qua cái kiến thức cơ bản đó là âm ly là gì Các bạn cứ an tâm là những cái kiến thức mình chia sẻ thì sẽ rất là dễ hiểu Vì tất cả những cái kiến thức trong video này sẽ là dưới góc nhìn đơn giản nhất của một người chơi âm thanh đơn thuần Chứ không phải là đưa ra các cái kỹ thuật về điện tử hay là các cái công thức toán học Đấy. À, Vậy âm ly nó là gì? Âm ly thì sẽ là cái thiết bị để kết hợp giữa điện áp đầu vào Ví dụ như ở trên ô tô là 12V Còn các cái hệ thống âm thanh gia đình ở Việt Nam chúng ta sẽ là 220V cái điện áp đầu vào này sẽ được âm ly điều chỉnh lại, sau đó là kết hợp với tín hiệu âm nhạc. Thường các cái tín hiệu âm nhạc nó được đưa vào âm ly là qua các cái đầu vào input. Có thể là người ta cắm từ đầu đĩa này hay là máy nghe nhạc. đó. À, cuối cùng thì sau khi kết hợp lại như vậy thì âm ly sẽ đưa ra một cái công suất ở đầu ra. cái công suất này nó sẽ có đơn vị đo là watt. đó. Uh, công suất đầu ra sẽ được truyền trên cái dây loa và sẽ đi đến cái loa làm cho cái màng loa nó dao động nó rung động lại nó đẩy ra rồi nó hút vào từ đó sẽ làm rung động các phần tử khí trong không khí và truyền đến tai người nghe đó chính là cái cách mà chúng ta nghe được nhạc chỉ bằng cái sự rung động của màng loa và cũng là tác dụng hay là cách hoạt động của một cái âm ly đó À, dựa vào các cái thông tin trên thì các bạn cũng sẽ thấy là một cái âm ly à, khác nhau nó sẽ có cái hiệu quả chuyển đổi cái Hiệu quả chuyển đổi từ điện áp đầu vào thành công suất đầu ra là khác nhau à, Và đó, đó là một trong số các cái lý do để chúng ta là phân loại ra à, các cái class trong âm ly Đầu tiên chúng ta sẽ nói về âm ly class A nhé Nó thường được nhắc đến như một chiếc âm ly là luôn luôn bật Các bạn à, có thể hiểu như sau những cái linh kiện trong âm ly mà nó chịu trách nhiệm chuyển đổi điện áp đầu vào thành cái công suất đầu ra ấy, thì ở trong cái âm ly class a nó chỉ có một transistor hoặc là một bóng đèn điện tử sẽ đảm nhiệm là khuếch đại cả hai nửa chu kỳ dương là đi lên và âm là đi xuống của tín hiệu nó như này hình sin mà đó. nên là chúng ta sẽ luôn luôn thấy là âm ly class a nó là ở trạng thái hoạt động đó là lý do mà âm ly class a sẽ sinh nhiệt rất là nhiều và nó không hiệu quả về mặt hiệu suất chuyển đổi nhưng mà âm thanh của nó mang lại thì nó lại có độ ấm, độ mượt mà và cái độ chính xác cao vì cái độ mèo tín hiệu của ly Class A nó là rất thấp, đấy, rất thấp đến như là gần như là không có. Nó các cái loại Omni Class A sẽ nó tiêu tốn ấy, khoảng là 75% điện áp đầu vào để sinh nhiệt và 25% còn lại sẽ là để đưa ra cái công suất đầu ra và đưa ra một cái chất âm đặc trưng khiến cho là nhiều người ưa thích, Đó, người ta thích cái chất âm Omni Class A là như vậy. Đó. À, các bạn sẽ tìm thấy những cái bộ âm ly class A ở những cái hệ thống âm thanh high end hoặc là những cái headphone am cho tai nghe hoặc là phono preamp cho đầu đĩa than hay là guitar am à, thường ấy mình thấy là những cái nhạc công mà chơi guitar người ta rất thích âm ly class A bởi vì là nó cho ra được cái âm thanh nghe tự nhiên và nó truyền cảm tóm lại tuy rằng là cái âm ly class a cho ra cái âm thanh tốt nhưng mà cái vấn đề về hiệu suất thì nó là không cao và cái kích thước của nó thì lại là khá là lớn nên chúng ta sẽ không thấy nó được sử dụng trong các cái hệ thống âm thanh trên ô tô hay là những cái hệ thống loa biểu diễn có công suất lớn hoặc là những chiếc loa nhỏ để uh, di động chẳng hạn vì loa nhỏ nó đề cao tính di động như kiểu loa bluetooth ấy đó. bây giờ mình sẽ chuyển đến cái loại thứ hai đó Tiếp đến là cái âm ly class B Cái thứ mà chúng ta phải nói là gần như là không thấy sử dụng ở trong thế giới âm thanh uh, Cho dù là hiệu suất tối đa của nó có thể đạt lên đến 78,5% Lý do chính là vì các cái linh kiện để dùng chuyển đổi điện áp đầu vào thành công suất đầu ra trên cái âm ly class B uh, Nó sẽ ở trạng thái ngắt và chỉ bật khi mà cần thôi. Tức là âm ly class B sẽ là uh, sử dụng đến hai transistor, một cái transistor ấy thì sẽ là khuếch đại nửa chu kỳ dương đi lên và uh, một transistor sẽ là để khuếch đại nửa chu kỳ âm và đi xuống đó. Uh, như vậy là uh, cần hai con transistor và hai con transistor này sẽ liên tục tắt rồi lại bật, nó cứ uh, khuếch đại xong tắt, nó lại bật, tắt lại bật. Chính vì cái công tắc tắt bật đó mà nó tạo ra cái độ méo tín hiệu là rất nhiều ở mỗi lần tắt bật độ méo tín hiệu của nó ấy thì nhiều hay ít nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ đóng ngắt chuyển trạng thái của hai con transistor này nên cái linh kiện càng đắt tiền thì tốc độ nó đóng ngắt lại càng cao và cái độ méo của nó lại càng thấp đó tuy là cái ampli class B có lợi thế về hiệu suất chuyển đổi là cao hơn ampli class A nhưng mà nó chưa đủ tốt để sử dụng cho các cái hệ thống âm thanh trên ô tô hay là hệ thống âm thanh gia đình mà nó thường ấy, thì sẽ là kết hợp với ampli class A để thành cái chuẩn là Class AB mà mình sẽ nói ở phần âm ly loại tiếp theo các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là âm ly Class AB, nó là sự kết hợp những cái điểm mạnh nhất của âm ly Class A và Class B lại với nhau. À, những cái linh kiện mà đảm nhiệm cái nhiệm vụ là chuyển đổi điện áp đầu vào thành công suất đầu ra, ấy, nó sẽ không bao giờ tắt hoàn toàn như cái loại Class B, nhưng mà nó cũng không phải là luôn luôn bật như là Class A. Nó là cái dạng trung lập ở giữa, nó giống như là chế độ standby, à, chế độ chờ đấy. Vì thế mà lúc nào nó cũng ở trạng thái là sẵn sàng để sinh công suất đầu ra để truyền đi âm nhạc tới loa. Hiệu suất hoạt động của loại ly Class AB này nó sẽ đạt à, ngưỡng là 60%. Vì thế mà phần lớn điện áp mà vào nó sẽ được chuyển đổi thành âm nhạc à, ở đầu ra. Dĩ nhiên là cái 60% này thì nó cũng không phải là hoàn toàn là hiệu quả. Vì nó vẫn là mất đi là 40% hiệu suất lãng phí để chuyển đổi thành nhiệt độ đó nên các cái âm ly class AB này thì thường nó sẽ có cái kích thước khá là lớn bởi là những cái tấm tản nhiệt cho cái loại âm ly class AB này nó sẽ phải là to. À, đây cũng là một cái loại âm ly được dùng phổ thông trong các cái hệ thống âm thanh gia đình và âm thanh trên ô tô. À, tiếp theo sẽ là cái loại âm ly thứ tư đó là âm ly class D và mình sẽ nói luôn về cái loại này. Với âm ly class D bây giờ các bạn cũng thấy là nó đang nhanh chóng trở thành cái loại âm ly là phổ biến nhất và phổ thông nhất trên các cái thiết bị âm thanh đời mới do là cái tính hiệu quả về mặt hiệu suất của nó là rất cao và cái quan trọng hơn nữa ấy, là cái kích thước của cái ly Class D nó là rất, rất nhỏ, nó có thể tạo được ra công suất cực kỳ lớn nhưng lại sinh ra ít nhiệt. Đấy. để nói về tên gọi chính xác của cái ly Class D ấy, thì chữ D ở đây không phải là digital dạng số học là các bit 0 và một mà ly Class D ở đây nó sẽ là chuyển đổi tín hiệu dạng sóng sin à, sóng sin vừa rồi mình có nói là như này này thành cái tín hiệu xung vuông xung vuông tức là nó như này đó thì trong video mình sẽ lồng hình để các bạn dễ hình dung. Với cái tín hiệu xung vuông thì nó sẽ có hai mức là mức cao và mức thấp. Phương pháp này gọi là phương pháp uh, PVKM hay là điều chế độ rộng xung. Tín hiệu dạng cái xung vuông nó sẽ được khuếch đại và phục hồi lại như ban đầu ở cái đầu ra công suất. Với cái phương pháp khuếch đại này thì âm uh, class D nó có thể là đạt được cái tính hiệu suất cái phần trăm hiệu suất lên đến 90%, tức là ở đây là 90% điện áp đưa vào nó sẽ được chuyển đổi thành công suất đầu ra và nó chỉ có 10% là tiêu tốn thành nhiệt độ. Và bởi vì cái âm ly Class D nó nhỏ bé nhưng nó lại cho ra cái hiệu suất cao Nên nói chung là nó đang được ưu tiên sử dụng gần như ở bất cứ thiết bị âm thanh nào Bây giờ hầu hết các cái hệ thống âm thanh trên ô tô, rồi hệ thống âm thanh gia đình đời mới Nó đều chuyển sang dùng cái âm ly Class D này Nếu như mà bạn đang có một chiếc loa Bluetooth kiểu như thế này Thì uh, dù là loại bình dân cho đến Hi-Fi cao cấp thì uh, Rồi ngay cả những cái loa high-end kiểu như là con loa devilet Phantom này Thì uh, nó cũng sẽ sử dụng một cái âm ly Class D ở bên trong bởi vì cái loại âm ly class D này nó vừa nhỏ vừa không sinh nhiệt nhiều rồi hiệu suất nó cao nên là các bạn dùng pin sạc ấy nó cũng sẽ hiệu quả nó được lâu đó đó là những thứ mà người dùng ở chúng ta cần ở những cái loa bluetooth di động đó thêm nữa là cái các bạn thấy là hiện tại hiệu quả âm thanh của nó mang lại cũng thực sự là rất tốt luôn quay lại quá khứ thì âm ly class D trước đây chủ yếu sẽ sử dụng để kéo những cái loa súp trầm cần công suất lớn bởi vì cái nhiễu tần số cao mà nó sinh ra ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái loa sub cả, nó cũng không làm méo uh, cũng không làm ảnh hưởng đến cái âm trầm đó. Tuy nhiên thì bây giờ cái âm class D nó đã đủ tốt, nó đã quá đủ tốt để đưa vào sử dụng trong các cái thiết bị uh, thuộc hệ âm thanh hai n ví dụ như cái loa Bluetooth uh, Devialet Phantom này nó cũng sử dụng lịch class D uh, hoặc là bây giờ sử dụng trên ô tô rất là nhiều rồi trong những cái headphone am rồi trong các cái hệ thống loa PA liền công suất như kiểu Bose L1 Pro hay là JBL PX1 rồi Eon One hay là Uh, nhiều loại khác và gần gần như là bây giờ tất cả những cái nhu cầu mà các bạn cần sử dụng đến bộ khuếch đại âm thanh uh, thì mọi người cũng đang dần chuyển hướng để lựa chọn sang cái loại ly Class D này vì tính hiệu quả của âm thanh nó mang lại là rất là tốt so với cả cái kích thước và những cái uh, cái điểm cộng mà mình vừa nói đến của cái loại ly Class D đó chắc hẳn các bạn đã từng gặp những cái ly Class khác nữa kiểu như là Class G này, Class H này và gặp những cái thuật ngữ nói về các cái Class này kiểu như là các cái class này nó là cái công nghệ độc quyền của một thương hiệu sản xuất âm ly nào đó thực ra nó chỉ là các cái class biến thể với các cái kỹ thuật kết hợp đặc biệt thêm vào để cho các bạn biết là âm ly của hãng đó là nó tốt trong việc chuyển đổi điện áp đầu vào thành công suất đầu ra của cái hãng đó vậy câu hỏi đặt ra cuối cùng ấy là chúng ta có nên quan tâm đến các cái class của âm ly hay không thì câu trả lời của mình ấy là không vì cái mà mình thấy cần phải quan tâm nhất đó là À, cái âm ly đó nó thực sự đủ công suất Để kéo những cái loa trong cái hệ thống âm thanh của các bạn hay không Và làm cho nó phát huy được hết cái khả năng hay không Đó Cái thứ hai là Cái âm ly đó có phù hợp để đặt vào vị trí Mà chúng ta mong muốn hay không Đặc biệt là với những cái không gian chật hẹp Thì cái việc này nó rất là quan trọng Thứ ba ấy là Thứ mà tạo nên cái sự khác biệt lớn nhất của các cái âm ly chính là cái chất lượng từng linh kiện bên trong cái âm ly đó cho dù là cái âm ly class a class ab hay là d thì các bạn sẽ đều thấy có những cái âm ly chỉ vài trăm nghìn ở trên shopee chẳng hạn các bạn tìm từ class a nó cũng chỉ vài trăm nghìn thôi nhưng cũng các bạn cũng có thể thấy những cái loại tương tự là a b ab hay là d của các cái hãng uh, cao cấp chẳng hạn nó có thể lên đến hàng chục hàng trăm triệu đồng uh, vì vậy mà uh, các bạn bỏ ra nhiều tiền thì mỗi linh kiện ở bên trong cái âm ly của các bạn sẽ nó lại càng cao cấp và đó mới là cái yếu tố chính giúp cho cái âm ly của các bạn là đưa được ra tín hiệu âm thanh sạch sẽ và chi tiết và nó hay tới đâu đó. tóm lại thì theo mình khi mua âm ly thì các bạn chỉ cần chọn một cái âm ly nó phù hợp với nhu cầu của bản thân dựa trên các yếu tố mà mình vừa chia sẻ phía trên chứ không nên là quan tâm nhiều đến là cái âm ly đó là thuộc class nào Cuối cùng nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào khác về lĩnh vực âm thanh thì cứ để lại bình luận ở phía dưới hoặc là chat Zalo với bên mình để được hỗ trợ với các cái kỹ thuật viên có kinh nghiệm. Những cái câu hỏi của các bạn để lại nhiều nhất mình sẽ ưu tiên để làm video giải đáp trước. À, bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.